Hello, xin chào mọi người. Từ đây xin phép anh em là mình sẽ đánh vị tướng chân dài Illumia, một vị nữ tướng khá là xinh đẹp trong Lico Mobile. Rồi, đây là một vị tướng thì anh em biết là khả năng khống chế và cũng như là cái điểm hỗ trợ của vị tướng này trong các trận đấu Lico Mobile thì nó khá là cao, cái điểm hỗ trợ nha. Chết rồi, mang nhầm bảng rồi. Thôi xong rồi, mang nhầm bảng bảng chí mạng đi rồi, đánh bo. Mới vào đầu vào game anh em nhìn thấy mình đánh bo chí mạng. Tốc độ đánh mình khá là nhanh. Chết rồi. Này thọt rồi. Tình hình là không có tí phép nào rồi. Ok. Đây là một vị tướng pháp sư nha anh em. Pháp sư là có khả năng rồi. Team mình hiện tại là có hai pháp sư luôn. Pháp sư và kiên kể sát thủ L'Oreal. Đó, khá là giấy, nếu anh em nhìn qua đội hình này thì khá là giấy. Rồi team họ khá là dị với thanh niên Lữ Bố đi mid, Lữ Bố đi đường giữa, rồi đánh giành kim cương mà vớ vẩn quá. Có gieo này, ma phóng 3 này, đi rừng này, giấy này, máu giấy nha. L'Oreal thì cũng giấy rồi, mình Illuma cũng giấy luôn. Này em biết là combat ra sao, nhưng mà thật sự thì may là có ghi đu ấy rồi. Cứ nhìn gái xinh là tớ lên cơ, đã có điều thuyền rồi cứ thích gạo Illuma cơ. Đùa, điều thuyền nhìn không ngon bằng Illuma sao? Thôi, quá cơ. Rồi mình rất là thích cái khả năng cấu rỉa con này nhá. Đấy, hầu như tất cả các trận đấu mình đánh về vị tướng này thì cái điểm hỗ trợ của mình rất là lớn. Thôi, nói chung thì sang cái đấu trường danh vọng này, sang cái mùa này thì các chiêu thức của Illumia thì nó có sự thay đổi khá khá. Anh em nhìn mình sử dụng chiêu thức là nhìn nó khá là mới mẻ nha. Rồi, ok, từ ở đây đi nào. Biết dồn sát thương chết rồi, 1, 2, 3, kìa, một hit nữa, chưa có chiêu cuối, tựa chứ chán thật. Rõ là mình nắm thế chủ động giúp bụi rồi, ai ngờ là vẫn chạy thôi, lại gặp anh Lữ Bố đẹp dài đây rồi. Đẹp dài thì tha cho em phát nào, khổ quá, nhìn cái chân dài là tớn lên thôi. Ok, rồi, nhìn cái dáng đi của Inuma ghét thế không biết nữa. Thôi, lần này em phải tốc biến rồi. Tốc biến anh còn kịp mày quá, tí nữa thì vẹo. Đùa, ổ báo quá, mới như cái làm vào đầu thôi mà đùa. Là mình mất cả cái tốc biến, băng trụ luôn. Rồi, hay quá. Thôi mà lốc tình là băng trụ đùa chứ. Lại băng trụ khỏi chuẩn luôn, đấy. Không đủ sát thương kìa, mày quá thế nên tôi bộc phá xịt. Rồi, xác định, thế nào thì mình lại ăn được cái mạng của Murat kìa, đùa chứ. Hay thật, tuyệt vời. Không ngờ luôn, mình sử dụng cái chiêu cuối này vu vơ để có thể là hạ gục được ma lốc nha anh. Ma lốc là tránh được anh. Nó lại hiện trên bản đồ, nói chung thì hình ảnh nhìn rõ là mình đã hạ gục của thanh niên Murat. Tuyệt vời quá, rồi L'Oreal lên bảng rồi, mình không cứu đâu, vừa xong mình hết mana rồi, bây giờ mới hồi lại một chút thôi. Hay quá kìa, gieo đâu. Ôi giời ơi, đùa, buồn thế. Rồi nha, thể tài là ăn được một mạng hỗ trợ một rồi. Khá là nhọ. Con này thì anh em cứ lên nhiều phép đi, khi mà cũng như là giảm thời gian hồi chiêu. Khi mà sử dụng chiêu cuối này nó có là rồi hồn dùng, quá là dùng, nhưng mà theo ý kiến của mình thì không nên như thế. Anh em cứ để combat thì sử dụng chiêu cuối rất là lợi rồi, có chiêu cuối rồi này thì thả chiêu cuối cướp rồng. Tuyệt vời, cướp rồng rồi anh em. Đấy chưa, một vị tướng pháp sư có khả năng cướp rồng rất là tốt nha. Cướp rồng từ xa luôn. Đấy kìa, còn tị máu thôi mà. Không ăn được kìa, chán thật. Đây, đứng đằng sau cũng gì hay quá. Murat không cho cơ hội đánh bo một mạng nữa. Ok, tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Yeah. Thế là được hai mạng rồi. Mình cứ để chiêu cuối mình xài trong combat đi. Và mỗi lần combat ấy thì để ý team họ đứng trụ vào nhau, anh em sử dụng chiêu cuối thì nó sẽ tăng được sát thương khá là lớn. Khi mà tất cả tướng địch team họ đều bị trúng chiêu cuối này. Đó, một điều rất là lợi. Trận này mình tốc biến luôn cho lành. Lữ Bố lại thịt cho rồi. Có chiêu cuối rồi nhưng mà chả có cái gì là dùng. Có chiêu cuối là bắt đầu phải tìm bản đồ rồi. Đây, phát này là sử dụng chiêu cuối là chết này thôi.
Biết vậy mình sử dụng sớm đi, không là cho gieo không biết là còn chạy được không rồi, lên bảng luôn. Buồn thế. Không hiểu tại sao gieo lại tự nhiên bay vào trụ à, bay vào bụi thế, không biết chơi làm sao được chứ. Băng ngay vào trụ à, băng ngay vào bụi à, bị ba hấp một. Mình là con gái nên mình không dám. Không nha, giới tính mình là nam nhưng mà mình đang nói là cái tướng, vị tướng mình đang chơi là vị tướng nữ nên mình không dám vào trụ, không là nhiều anh em lại hiểu nhầm. Mình là rồi ok. Mình rất là chuẩn man luôn. À, giải phải giải thích ngay khi mà nói sai một cái gì đó, nói sai một cái câu nói gì trong trong game thì phải giải thích lại ngay, không là có sự hiểu nhầm khá là lớn đối với anh em. Mất đi niềm tin và hy vọng của anh em đặt với bản thân của mình. Rồi ok. Chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1 đấy anh em có thể tung được ra luôn, làm choáng, nói chung là làm đơ người đối phương đấy. Rồi ra đây, chú vào đây. Mà hầu như là cái chiêu thứ hai của này của mình thì mình rất là hạn chế dùng, vì khi mà đối phương tiếp cận thì mình có thể dùng để rồi chiêu cuối phát này đi. Đẹp quá kìa. Kìa. Rồi một mạng thôi, té không cướp được dòng rồi. Dòng. Ui dòng đây chứ đâu, hai lần cướp dòng. Tuyệt vời quá, tuyệt vời mà trời. Thế là mình đem lại hai con dòng cho team rồi. Dừng mình mà toàn bị thịt. Trời chết rồi. Nhưng mà thật sự thì ăn được con rồng bỏ mạng thì cũng sao, tại vì là mình đã hỗ trợ được khá là nhiều hai con rồng cho team đúng không. Team họ có rừng ở rồng điện thoại mà toàn để mình cướp thôi. Một vị tướng khá là lợi. Ok từ mình lúc đầu mình cũng không định đánh Illumia trong trận đấu này đâu, nhưng mà thật sự mình nhìn thấy Gidu là mình thích luôn rồi, nhìn thấy Gidu là yêu luôn rồi, yêu lắm mà thương lắm. Vì sao 7 giây nữa có chiêu cuối, hay quá ông ơi. Lao đi ao hạ rồi, hạ nốt lưu bố đi, tuyệt vời mặt trời. Đây thôi có Gidu sử dụng chiêu cuối khống chế cả team họ, xong lúc đó là mình sử dụng chiêu cuối nữa thì hết sảy luôn, đối phương cũng chạy luôn ấy, khả năng thế rất là tốt. Team toàn khống chế này sướng thật. Nhưng mà khi mà combat con này cũng có thể là sử dụng chiêu thức liên toại nha, vì chiêu thức của nó khi mà về lết nó khá là hồi nhanh. Thật sự là vị tướng này có các chiêu khá là hồi nhanh rồi. Đây cho các chú. Đấy hỗ trợ kìa, thịt đi. Ok không ăn được à. Hay quá, được cái điểm hỗ trợ rồi. Đấy chưa, anh em có chiêu cuối là có thể để ý bản đồ một chút nha. Mình không cần ăn mạng đâu, mình chỉ cần hỗ trợ đồng đội là được rồi. Không cần đâu, nhưng mà nếu mà suy nghĩ là team mình, nếu mà mình sử dụng chiêu cuối mà đồng đội mình cũng không ăn được mạng, mà mình cũng không ăn được mạng ấy, thì tốt nhất đừng có sử dụng, để cái chiêu cuối đấy để có thể vào combat sử dụng sau. Khi mà vào combat mà không có chiêu cuối thì đúng là Inuma quá là phế rồi. Có chiêu cuối là một điều rất là loại. Đây rồi, sắp có chiêu cuối là cấu rỉa đi rồi, một mạng nữa. Nào. Ok, bốc hơi nhanh vãi. Man bốc hơi nhanh quá, mình chưa kịp đến vẻ đẹp trai của thanh niên này đã bị hấp diêm rồi. Rồi đây, phép này sử dụng chiêu cuối là chúng em. Không biết là, thôi. Vãi thật, mình cứ nghĩ là Muret là có sử dụng xong chiêu cuối rồi kìa. Đùa, thế mà vẫn còn hay quá. Rồi kia, thoải mái đi, tuyệt vời. Tập một tap luôn. Rồi hỗ trợ, hiện tại hỗ trợ 6 rồi. Cố gắng nào. Trận này thì khá là cân bằng. Mà đánh về lết thì team mình có vẻ là không thể nào mà lết game bằng team họ. Vì sao? Anh em nhìn qua, nếu mà chơi liên quân nhiều cũng biết rồi. Team mình thì 3 máu giấy, nếu mà đánh về lết đối phương mà lên thuần kháng phép ấy, thì lúc đấy mốc mồm rồi. À, đấy là lúc đấy phải căng. Và team mình 3 phép luôn. Mình này, Illumia này, Laurel này, thêm cả Gidu lên phép nhá. Gieo mà phòng 3 lên phép nhá. Thế thì làm sao được nữa? Làm sao mà có thể là đối phương này mà lên xuyên thôi, lần này không cướp được dòng rồi. Lên kháng phép lúc đấy mình căng. Đấy, đối phương Oma nè, Lữ Bố này, trâu chưa? Quá là trâu nha. Trâu thật. Rồi, Van thì không tính tiền rồi. Van thì cuối game mình cho chiêu cuối đủ ngất ngây. Có Murat kìa, Murat đây là sợ vì team mình toàn nó giấy thôi. Chiêu cuối đấy rồi, không để ý biết là team họ Na lốc luôn, tanh nè. Em nhìn thấy đội hình thuần tanh chưa? Đấy, đội hình rất là chuẩn nha. Rồi, đánh nhau, sắp có chiêu cuối rồi, cố gắng lên. Sắp có chiêu cuối rồi. Rồi, sử dụng luôn. Đấy, trời ơi.
Tuyệt vời chưa? Murat không kịp làm gì, không kịp ngáp luôn. Rồi, rồi, rồi. Rồi, lên bảng thôi. Tuyệt vời, quét sạch. Ở đâu còn Van kìa, không biết là Van chạy đâu rồi. Sao? Chín trụ đi, đẩy trụ đi anh em. Đấy, team mình hiện tại là lép nha, nhưng mà không lép quá. Có vẻ là hơn đối phương khá là nhiều. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Rồi, chơi luôn. Thoải mái đi, cấu rỉa cho bắn đau thế. Lau đeo vào sâu thế. Rồi, lên bảng kia, đùa. Còn một tỷ in nữa thôi, phí thật. Còn một tỷ máu thôi là Van lên bảng rồi. Đùa, chán thế. Ở combat anh em nhìn thấy đối phương rất là ít khi áp sát vào bản thân mình nhá. Đấy, thử sử dụng chiêu liên tục cùng làm choáng nữa thì thôi, rất là khó chịu. À, một vị tướng nữ Illumia thì thật ra trận đấu này đầu game mình cũng nói rồi là mình mang nhầm bản ngọc, mang bảng ngọc 9 mạng, thế nên là cái sức mạnh các tập lúc đầu game mình nó hơi bị yếu. Nói chung thì cuối game thì nó cũng yếu thôi, nhưng mà được cái anh em lên lắm đồ phép thì nó lại tăng sát thương một chút. Thế còn kể ra nếu mà có ngọc thì ngon hơn. Rồi, cái gì thì cứ đấy thôi. Có chiêu cuối rồi, đánh nhau thoải mái đi. Đánh nhau thoải mái đi, mình sẽ sử dụng hỗ trợ sau. Ôi, đánh nhau kìa. Đánh nhau khu vực đứng trên. Rồi, thả cái chiêu cuối. Đấy, kìa. Đáng mê thật, hỗ trợ như thế mà không ăn được cái mạng nào đó. Hay quá, được một mạng hỗ trợ rồi. Rồi, đi lẻ nha. Team đây là đang đi lẻ kìa. Thiếu người mà cứ đánh nhau nhờ. Hiện tại là thiếu dao và thiếu mình luôn. Xin cái trụ đường mấy thanh niên mãi chưa đẩy được cái trụ đường thôi, mất rồng rồi, không kịp ra để ăn. Mà nói luôn là không kịp ra để KS rồng ấy. Hai lần KS thành công nhưng mà đấy chỉ là gọi là ăn may thôi, chứ còn thật sự thì mình cũng không có cái mẹo gì để có thể là cướp rồng nhanh đâu. Ok. Rồi cho chiêu cuối luôn, thịt đi. Vớ vẩn thật. Đang định hỗ trợ mà anh ngờ thành KS mạng thế này, lại mang tiếng KS mạng của Gieo kìa. Đùa. Nào. Ngọc Đại Pháp Sư giúp anh em hồi khá là lắm máu khi mỗi lần lên level. Cuối game nếu mà anh em full đồ rồi, anh em có thể bán cái Ngọc Đại Pháp Sư đấy đi và lên món đồ khác đấy. Cái Ngọc Đại Pháp Sư đầu game nó lợi thôi, chứ còn cuối game thì nó cũng không lợi bằng các món đồ khác, nên anh em thay thế cũng được. Rồi, cho mình đi, cho mình con bừa xanh này để mình cấu gì à. Rồi, ok. Combat thiếu Tara kìa. Ủa, chiều cuối đi. Hay quá. Rồi chơi tạm, gọi là tráng miệng tạm. Rồi lên bảng nốt. Gọi là vận khí công yên tội. Thôi, ma lúc kìa. Ma lúc này. À, đại tiệc hóa trang à. Này thì màu da cam này. Rồi đại tiệc hóa trang. Wow, búp giáp to thế. Này thì đánh tết à. Đánh như tết tây rồi, lên bảng nốt kìa. Wow. Quay ra sắp có chiêu cuối rồi, đùa combat, một phát combat sử dụng hai lần chiêu cuối thì tuyệt vời quá. Rồi chiêu cuối, cay thế nhở, vẫn chạy được cái, chạy hộ cái. Ok, xong, quét sạch. Ở đâu đối phương còn Van, không hiểu Van combat mấy lần không thấy thanh niên ở đây đâu nha. Hình như Van vừa mới hồi sinh xong phải, đúng rồi, Van vừa hồi sinh xong. Máu thế, lại hồi chiêu cuối ra, anh em nhìn thấy chưa? Một vị tướng khả năng hồi chiều cuối rất là nhanh. Combat một phát rồi chiều cuối luôn ạ. Đấy. Khó chịu chưa? Anh em đã thấy một độ khó chịu. Khó chịu chưa? Đấy, mình cứ việc đứng ngoài mình cấu rỉa thôi. Cứ việc đứng ngoài xong rồi sử dụng chiêu ầm thế. Này thì lên toại này, cái điểm hỗ trợ mình khá là cao rồi. Hỗ trợ 16 rồi. Rồi, Malok đây. Thôi rút ra anh em ơi, hết sạch máu về nhà hồi máu đi anh em. Mình vẫn còn nhiều máu, bây giờ mình ra ăn một đồ xanh. Đùa. Thôi. Không ăn được bùa xanh luôn. Ok, ăn kinh công ăn này. Team mới dám ăn kinh công thì mình mới dám vào, chứ còn mình làm sao mà dám vào ăn kinh công được. Vào nó vã cho. Nó kinh công là khỉ mà làm sao biết được phân biệt được cái đẹp. Nhưng mà đẹp như thế này, em đẹp không cần son phấn mà đùa. Vào nó vã cho thì nó soát lắm, không biết là nhờ anh em xem này soát không. Rồi. Chọn nhau à. Ồ, đánh nhau kiểu Murat rồi, vừa nhìn thấy Murat bóng dáng ở đây xong. Thôi ta ra đi lẻ rồi em ơi. Em yêu vội vậy em yêu ơi. Đùa.
Vội quá, tin thì từ từ ứng vào, băng trụ làm gì. Tôi bỏ đi, đợi đủ người rồi con bác sau. Có ghi đu các thứ đủ kiểu đã. Rút dây à. Thôi bảo kê đồng đội mình về phép. Rồi phép này để chiêu cuối chúng rất là nhiều người. Quẩy đôi, chơi luôn, hay lắm anh yêu. Hay lắm các bạn của tôi rất là hay. Rồi, chết hết rồi à, đùa cả Murat này. Thôi, số em chết rồi, số em nhọ rồi, em sống được không? Thôi, không sống được rồi. Chết luôn, đùa, buồn vậy. Nhọ thật. Đấy, team thiếu người nhưng mà hơi bị hổ báo một chút. Mình nghĩ là mình chỉ việc đứng đằng sau mình cứu rỉa thôi. Ai ngờ là vẫn bị ăn vả, vẫn bị Murat chơi mất rồi, hay quá. Rồi Vidu đánh rất là hay. Vidu mùa này tăng sức mạnh nên là rất là nhiều anh em thích chơi Vidu nha. Thật sự ơi, Vidu là top tướng bị được pick rất là nhiều trong cái đấu trường danh vọng khi mà mới cập nhật gần đây thôi. Ok. Khả năng cấu diện tốt, không chế tốt. Quyền trượng rào phải. Thì các món đồ mình lên đơn giản thôi. Ngọc đại pháp sư, giày tăng sức mạnh pháp thuật, cái giày tăng sức mạnh pháp thuật nha. Rồi anh em có thể lên cái trượng băng đó, làm chậm đối phương rất là tốt. Quyền trượng, lên cái quyền trượng giúp búp giáp khi mà quản trị máu này. Đấy. Lên cái vương miện hammock này, cái đấy thì giúp anh em tăng khá là lắm pháp thuật. Rồi đánh nhau à, chưa có chiêu cuối kìa. Chưa kịp hồi luôn. Rồi đánh nhau đi. Sắp có chiêu cuối rồi, cấu rỉa đi rồi. Mà lốc đùa đau vậy, nhảy sấp mặt luôn, vỡ đầu em rồi. Rồi, này thì chiêu cuối hỗ trợ rất là nhiều. Sống sao, mình choáng đi tội rồi. Không xiết em nha. Tí nữa thì mình vẹo thật, còn tị máu đây này. Số mình vẫn là hên quá. Còn tị máu thôi. Ok, kết thúc trận đấu đây anh em, đẩy thẳng đi, mình cố gắng đẩy lính lên. Đã ra rồi, thôi rút ngay. Đùa đánh nhau này không ra thì có lỗi với anh em quá. Đây, cố rỉa cho chút. Sắp có chiều cuối rồi, thôi rút đi anh em. Về đi. Thôi không ham được đâu, làm sao mà đẩy được cái nhà này. Thiếu người làm sao đẩy được Laurel với Tara thì chắc tương đâu ra. Có cả 5 người lên đẩy một tháng nữa còn lấy thịt đè người. Nói chung thì không cần phải quá quan tâm vào lúc combat ở trên kia, không cần quá quan tâm vào đẩy nhà đâu. Chỉ cần combat hạ đối phương thôi là cứ thế thong thả đẩy thẳng thắng nhà. Tại vì là hiện tại team mình có vậy là gọi là gặp khó khăn gì đâu. Team mình đánh hơn đối phương rất là nhiều, hơn vàng, hơn level, hơn nói chung thì hơn level thì bằng rồi, cuối game rồi, phút 18 rồi. Chỉ là hơn đồ và cũng như là... Rồi, chuẩn bị combat đi, có chiêu cuối rồi. Combat đi anh em. Rồi, đẹp quá. Úi giời. Thấy chưa? Đối phương kìa, rất là lắm tanh. Ma lốc ô ma này, lữ bố chấp hết rồi. Bây giờ là quay ra xử thanh niên châu bò vãi. Ừ, Murat kìa. Châu chưa? Anh em nhìn ma lốc rất là châu búp rát rồi. Châu đánh lộng chết. Châu để lên bảng hết, quét sạch. Ở đâu vẫn còn Murat kìa, mà cũng không hề hấn đâu, sắp có chiêu cuối rồi. Rồi, bắt bài, ok, victory thôi. Một trận đấu kéo dài đến 20 phút. Khá là mệt nhưng mà thật sự anh em thấy một vị tướng Ibuma là khả năng hỗ trợ, cái điểm hỗ trợ nó rất là cao nha. Rồi, đấu trường danh vọng này thì hy vọng anh em có thể quay trở lại đánh vị tướng Ibuma nhiều hơn nữa. Đấy, Idu kìa. MVP, cái điểm MVP rất là cao, 15.9 cơ. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.